Lấy cáo chạy mới không đi luôn á, nó nặng á. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn cùng xem nha, hành trình của anh em nè. Sáng mình đang với dĩ cầu xuống để mình lót cho cái máy kéo lên đó các bạn. Rồi bây giờ mình quay lại mình kéo cho cái dĩ cầu lên nha. Nó nằm ngập ở dưới sình ở dưới. Đó, bây giờ anh em mới lôi lên được một cây rồi ha. Rồi còn cây nữa. Rồi tháo đằng bộ cây kia nữa nha. Còn bên đây thì anh chủ máy anh đang ủi cái chỗ lúng nha các bạn. Kỳ đỉnh lắm á, cứ thử luôn á. Anh biết cái điểm chỗ nào để mình bay nha các bạn. Anh biết cái điểm chỗ nào gò để mình đứng để mình chạy cho nó vững, ít có lầy, có gì mình bay lên được. Đó, bắt đầu anh bắt cô bảnh bay ngược cái lại nè, bay được cảnh bay luôn, bay không được cảnh ghe lại các bạn. Thế thằng không đó. Cái đó mấy cái lúng dữ lắm không các bạn, chừa lại đó. Tại đợt rồi là máy ảnh cũng lúng ở chăng cái đó là một ngày trời luôn đó, chăng lỗi chăng đó, khe bẹo quá đó. Anh té một tí nữa hết rồi đó các bạn. Rồi ở đây thì em mình đang buộc cái dĩ cầu để lôi lên. chuối đó các bạn thấy không? Rồi lôi các bạn. Rồi đụng cây kia luôn. Đúng rồi, đi nữa đi. Rồi giờ súng nhau lại gửi sình rồi mới kêu lên được. Rồi xong rồi đó các bạn. Chữ cụ xong rồi đó. Đó hay không? Nó chuyển vô luôn rồi đó các bạn ơi, qua cầu luôn nha. Còn đây thì chị chủ máy nè các bạn. Ảnh thì lái, chị ở trên chỉ dòm ảnh lái nha. Coi ảnh lái đó. Còn đây thì mấy chị chú ruộng, mấy bà chị chú ruộng nè, 3-4 người luôn. Rồi bây giờ mấy anh đang chỉnh cái dĩ cầu để máy cắt bò qua, sang bò qua cái mương. Rồi ngay các bạn ơi. Kéo tới đó mà chưa hết trình nữa trời. Bình địa luôn. Ủa mà mạnh ra chọn kéo mấy kéo đi luôn rồi. Chơi vậy. Rồi vậy là nhập tay luôn. Nhập tay kéo dọn vô luôn.
Mấy kéo chạy mới không đi luôn á, nó nặng á, quá trình nặng lắm các bạn, không nhẹ đâu. Bây giờ mấy anh em móc trình ra các bạn, nó nặng lắm. Từ ngoài đó vô luôn các bạn. Đó, lỗ này sáng nè, lỗ này mới kéo lại nè, lỗ này này thì mới cắt nè. Phải rồi, nó cái mỏ nó nằm dưới bởi nó cài. Cài máy chạy không nổi luôn, phải rồi. Nguyên cái mỏ mà. Dục xuống mưa vô luôn hả? Nó dục vô luôn các bạn ơi, giữa cầu dằn mình luôn quá. Né mình. Ây da da. Quá té 4 giò luôn. Cái máy đó đầu cầm kề nổi được. Cái gì? Nổi tiếng rồi. Nổi tiếng luôn hả? Nói trình nó dẻo cỡ đó đó các bạn. Nói chụp luôn nè. Ai dạ. Nói chung anh dục xuống nặng rửa cho nó sạch đấy các bạn ơi. Có nước nó mới ra. Đó, rồi bên đây có dẻo rồi kìa. Nó nặng ghê các bạn ơi. Bạc nó không nổi luôn nè. Đó. Co mày xuống luôn. Rồi đó. Biến chỉnh cây luôn kìa, nó không có lúng. Ừ. Nhiệt tình luôn không? Bộ nào cũng năm nào cũng vậy chứ. Năm gọi cũng mất má, năm giờ nổi tiếng, năm nay nổi tiếng quá nữa. Mày
rồi cái nạn bây giờ mình phải lôi ra đem vô trong rồi mới bắt cầu lại nữa nha các bạn, cực khổ anh em ghê lắm luôn. Mà anh em làm gì tối nay có bia uống nha các bạn, các bạn có bia đâu á. Đúng rồi, dục. Ồ, phải dục chiếc cầu lên luôn. Rồi, một tay. Cầu đó 1 phút hết nữa kìa. Được lên luôn. Chuyền trà bá luôn nè, mồi dính cộng dây chuyền quá trời bự luôn. Đó thò còn chết à. Rồi, kích cỡ này của nó nha bạn, mà chịu cũng không nổi, tiết kiệm không á. Vậy là mấy ảnh vô bục mấy ảnh chụp lên rồi, vậy là mấy ảnh kéo dĩ cầu lên luôn nhé bạn. Còn thêm một cái dĩ cầu để qua đó là bắt chắc lên luôn, lôi dĩ cầu vô luôn, công 2-3 chuyện luôn, vô cái là vô luôn đó. Chạy mê không? Rồi đúng rồi đó, vậy là mấy ảnh buộc cái dĩ cầu luôn. Hai bên luôn các bạn ơi. Rồi kéo. Ồ, 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 mày hả? Đó, rồi. Kéo vô luôn kìa. Rồi, kéo đi tới trong luôn các bạn. Mắt kìa. Rồi xong.